Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ nhân đôi được những cái ứng dụng mà chúng ta hay sử dụng ở trên điện thoại Xiaomi. Ví dụ như là các bạn có thể là nhân đôi những cái ứng dụng như là TikTok này, Facebook này, hoặc là Zalo, YouTube thì các bạn có thể là nhân đôi được. Thì cái ý nghĩa của việc nhân đôi như thế nào? Thì khi mà các bạn nhân đôi những cái ứng dụng này thì các bạn có thể là dùng song song hai tài khoản ở trên cùng một điện thoại luôn. Có nghĩa là khi mà với mỗi cái ứng dụng nhân đôi thì các bạn có thể đăng nhập một cái tài khoản khác nhau. Và như vậy thì với cái trường hợp này các bạn có thể là sử dụng hai tài khoản Facebook, hai tài khoản Zalo hoặc là hai tài khoản TikTok ở trên cùng một điện thoại. Và để thực hiện được cái việc đó là nhân đôi ứng dụng ở trên điện thoại Xiaomi thì đầu tiên các bạn có thể là mở cái mục cài đặt ở trên điện thoại lên và tìm đến cho mình cái phần là ứng dụng. Ở trong cái phần ứng dụng này nó sẽ có cái mục đó là ứng dụng kép, các bạn chọn vào đây. Và ở đây thì nó ghi là mỗi tài khoản xứng đáng có riêng một ứng dụng. Và các bạn nhấn vào phần tạo. Thì trong phần tạo này thì nó sẽ hỗ trợ những cái ứng dụng kép, ở đây nó sẽ ghi là hỗ trợ ứng dụng kép, và ở đây nó sẽ có rất nhiều những ứng dụng được hỗ trợ, ví dụ như là trợ lý Google này, Zalo CapCut đó, rồi là ứng dụng TikTok, Momo trợ tốt, La Bàn Kỳ, Zing, hoặc là Messenger Cốc Cốc, Shopee, thì các bạn đều có thể là sử dụng được ứng dụng kép. Các bạn chỉ cần gạt cái nút này, các bạn chọn một phần là bật, thì điện thoại các bạn nó sẽ ghi là đang tạo ứng dụng kép. Và như vậy là nó đã tạo được thành công. Và khi nó tạo được thì nó sẽ có cái dấu tích xanh ở đây. Tương tự như thế thì ứng dụng Zalo cũng vậy. Messenger. Rồi bây giờ mình thoát ra ngoài. Các bạn thấy là với mỗi cái ứng dụng được nhân đôi như thế này thì nó sẽ có thêm một cái phần để các bạn có thể là phân biệt. Và các bạn bấm vào. Đó thì nó sẽ ghi là ứng dụng kép. Và lúc này thì các bạn vẫn có thể sử dụng như bình thường nha. Đây. Đó, các bạn thấy là mình vẫn có thể sử dụng như bình thường. Rồi, các bạn có thể quay trở lại. Zalo cũng vậy. Các bạn có thể đăng nhập vào một tài khoản Zalo nữa. Đây, đây chính là cái giao diện Zalo. Và IT Studio cũng vậy. Đó, các bạn có thể đăng nhập tài khoản vào đây. Rồi bây giờ các bạn có thể quay trở lại phần cài đặt cho mình. Vào phần ứng dụng, chọn ứng dụng kép. Các bạn có thể thêm những cái ứng dụng mà điện thoại các bạn nhân đôi được. Các bạn quay trở lại. Và lưu ý là với mỗi cái ứng dụng kép này, nó sẽ có cái dấu hiệu để các bạn có thể nhìn ra được là đâu là ứng dụng gốc và đâu là ứng dụng đã được nhân đôi. Tuy nhiên thì sử dụng thì nó sẽ hoàn toàn giống nhau nha, nó không có bất kỳ một cái phân biệt nào cả.